do mà đẹp tuyệt trần như vậy mà tại sao chưa đi thi hoa hậu? Em cũng đã từng thi hoa hậu rồi. À. Dạ, trước đây năm 2017 thì em thi hoa hậu Hoàng Vũ. Ở năm 2017 hoa hậu là hồi em có mà. Dạ đúng rồi chị. À, là năm đó em thi luôn. Dạ. Vô tới đâu? Dạ em vào vòng bán kết. Trước là với em mới có 20 à. Đúng. Nhiều khi mình còn non nớt quá. Dạ. Chị nghĩ là bây giờ bắt đầu chín mùi rồi, nên đi thi lại đi, tại vì quá đẹp. À. À, mời hai em về chỗ. Chào mừng tất cả quý vị đến với chương trình Tần số tình yêu. Được phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi thực hiện. Chúng ta chuẩn bị gặp gỡ bốn người đằng sau bức màn này. Mời Trương Thế Vinh về chỗ của mình luôn. Mời chị. Và vòng đầu tiên của chúng tôi có tên gọi là đi tìm tần số. Mời bạn số 1 giới thiệu về mình. Em à, anh đến đây là đi tìm một nửa của đời mình. Nếu em không ngại thì là em sẽ anh đèo. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Ngọc Hòa. Năm nay mình 27 tuổi, nghề nghiệp hiện tại mình là tài xế. Sở thích của mình là đi du lịch, nếu được cùng em thì là tốt hơn. Mời bạn số 2. Xin chào tất cả mọi người, mình là Đinh Lực. Năm nay mình 27 tuổi, mình cao 1m8. Công việc hiện tại của mình là PT. Sở thích của Lực là đi du lịch. Lực đi rất nhiều nơi nhưng mà chỉ có một nơi duy nhất Lực chưa tới, có nghĩa là trái tim của em. Ví dụ như mà hôm nay Hòa với Lực mặc hai em dưới đây không đồng ý, hai em cùng có sở thích du lịch thì hai em có thể dẫn nhau đi du lịch luôn cũng được, thấy không? Anh chàng số 3. Chào tất cả mọi người, mình tên là Hoàng Hiếu. Hiện tại mình đang quản lý một chuỗi spa. Chẳng biết ngày nắng đẹp rạng ngời hay đêm về bão táp mưa rơi, chỉ cần biết đến nhau là ngày đẹp trời. Em ơi đi trốn với anh. Cũng hơi đoạn hậu ha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Xin mời bạn thứ tư. Vì anh thương em như thương cây bàng non, cây nhớ ai làm sao nói được. Xin chào tất cả mọi người. À, mình tên là Lê Tấn Nam, năm nay mình 29 tuổi, hiện mình đang là ca sĩ và diễn viên. Sở thích của mình là đi du lịch. Thích đi du lịch chung với hai anh kia không? Dạ không ạ. À. À, hôm nay mình đến tham gia với chương trình thì cũng mong là tìm được một nửa còn lại của mình. Toàn mấy anh chàng bẽn lẽn, anh cũng bẽn lẽn nữa. Ế ế nó hay bẽn lẽn lắm. Rồi không biết là hai bạn ở đây thì có ấn tượng với chàng trai nào không? Lương Quỳnh. Ở đây thì ca sĩ có nè, BT cũng có. Nói chung là đa dạng về nghiệp. Nhà thơ cũng có luôn, số 3 nhà thơ. Dạ, có chút xíu ấn tượng với anh chàng đầu tiên. Cảm thấy an toàn. Dạ đúng rồi. Ấm áp. Dạ. Chở đi diễn coi bộ ngon. Ta tài xế. Với lại là trong lời nói của anh ấy thì em nghe có đâu đó một chút chân thành. Chân thành. Dạ. Vậy còn Đại Trang? Em thì em lại ấn tượng bởi tiếng hát của anh Thư Tư. Tại vì em hát không được hay cho nên ai mà hát hay là em thích lắm. Anh có thể hát cho em nghe mỗi ngày. Anh có thể hát cho em nghe mỗi ngày. Có thể là cái giọng nói á, đầu tiên sẽ làm cho các em có cái ấn tượng. Nhưng mà còn nhiều thứ. Chúng ta sẽ lần lượt khám phá những anh chàng này. Cho tụi em xem bốn cái ốp lưng điện thoại để em coi em có cảm giác với ai. Mời các bạn cho chúng tôi xem ốp lưng điện thoại. Trời, có tờ 2 đô đâu. Bé Trang, cho chị biết là em ấn tượng với anh chàng số mấy? Em lại ấn tượng với anh số 2. Tại vì sau cái ốp có cái tờ tiền, cái thói quen để giống như em. À, bé Quỳnh. Bây giờ nhìn qua ốp điện thoại thì em cũng ấn tượng với anh chàng số 2. Cũng ấn tượng với số 2. Em số 2 ơi, cái ốp lưng trong suốt của em nó bị ố rồi nha. Em rảnh quá vậy. Em lo vô giấy ốp lưng rồi nọ chứ. Dạ. Dạ, chúng ta sẽ cùng xem màn hình khóa của bốn chiếc điện thoại này. Đây. Trang, em thích ai? Dạ, em ấn tượng với lại màn hình của anh số 2. Số 2? Dạ, nhìn vào thấy cảm giác đàn ông nam tính dữ quá. Bé Quỳnh. Mới nhìn lên thì ấn tượng số 2 thôi. Nhưng mà nhìn lướt qua em muốn kiểu như là có hơn một chút sự tò mò với anh số 3. Không biết là ảnh có giống như trên hình là kiểu street style không? Tại vì hồi nãy anh có nói là anh làm nghề kinh doanh. Tuy là em làm kinh doanh nhưng ngoài ra thì em rất là đam mê về photographer. Nếu như em may mắn tìm được một bạn đi cùng em suốt quãng đời này thì em sẽ cùng bạn đó tạo nên nhiều bộ ảnh thật là lung linh nè.
bạn nữ nào nhà gần ở vùng biển không ạ? Hay là Bình Thuận không ạ? Em thích biển, quê em cũng ở Bình Thuận luôn. À, vậy hả? Còn à Lương? Dạ, em quê ở Bình Định, nhà em cách biển 200m thôi. Dạ. Ý anh sao? Em cao mét mấy? Em cao 1m82. Đại ca em cao mét bao nhiêu? Em cao 1m70. Dạ, Quỳnh cao mét mấy? Dạ, em mét 6. 1m7 hay 1m6? 1m5 là em bỏ đi. Chị đó nha. Chị thì chị ấn tượng với anh số 4 nha. Tại vì chị có một lần nuôi chó đó. Hồi nhỏ và khi mà con chó nó bị tai nạn nó mất á, chị khóc quá trời và từ đó trở đi chị nghĩ là chị không nên nuôi nữa và đã lâu lắm rồi chị không nuôi. Nhưng cái cảm giác mà người nào mà thích thú vật mình chụp cái hình con chó này rất là cưng và anh chàng này mà cưng thú vật như vậy thì tôi nghĩ là sẽ rất là cưng vợ, cưng bồ. Bạn số 4 ơi, tại sao bạn lại để hình cái con chó cưng vậy? Sở thích của em là em đam mê và yêu động vật, riêng chó mèo. Có những lúc mà buồn hay là khó khăn gì trong công việc thì em thường là ra quán cà phê chó mèo để nặng mấy đứa nó. Hay quá. Và em có nuôi chó không? Dạ trước thì gia đình cũng có nuôi, nhưng mà tại hiện tại bây giờ em đang ở trên công ty thành ra là cũng không có chỗ để nuôi á. À. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở chiếc điện thoại ra để coi bên trong cá tính mỗi người như thế nào. Điện thoại của bạn đầu tiên, xin mời. Bạn ơi, mẹ hả bạn? Dạ, dạ mẹ và em gái ạ. Tại sao em lại để hình mẹ với lại em gái? Tại vì mẹ nuôi bố anh em từ nhỏ. Em thứ mấy trong nhà ạ? Dạ em lớn nhất ạ. Và bé nhỏ nhất đó là đang chụp hình với mẹ em phải không? Dạ. Trời, bé dễ thương quá trời. Bạn để cái máy ảnh vào cái mục ưu tiên như vậy, bạn có phải là người thích chụp hình không? Dạ em thích chụp hình nhưng mà em chụp hình không đẹp. Thì cho anh vô coi có hình nào. Dạ. Trời đất ơi, đi đâu vậy em? Dạ em đi du lịch chị. Ở đâu vậy? Dạ Long An chị. Long An. Ủa ở Long An mà điểm địa điểm nào mà đẹp vậy em? Dạ khu du lịch gì em quên rồi chị ơi. Cho em hỏi là ngoài công việc tài xế thì anh định hướng là tương lai mình có chuyển sang nghề khác không hay là mình vẫn tiếp tục? Hiện tại thì mình ngưng chạy xe rồi, mình đang theo học nghề diễn viên và đang học được khoảng mấy tháng thôi. Dạ vậy là cũng có máu đam mê nghệ thuật đó giống em. Mẹ có thể cho mình hỏi mẫu người đàn ông của bạn là như thế nào không ạ? Tại vì em là tiếp con gái sống khá là nội tâm nên em cần một người ở bên cạnh là một người chững chạc, tinh tế và đặc biệt là yêu gia đình. Chị thấy cái cách của Quỳnh nói chuyện là Quỳnh kiếm một cái người để nắm tay đi thật thụ. Em cũng vậy mà chị, em tới đây là mục đích đã đi tìm một nửa của đời mình và tìm một người để chia sẻ công việc với em với lại gia đình. Cảm ơn bạn số 1 nha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn số 2. Điện thoại của bạn lực sẽ như thế nào? Xin mời. Cho em hỏi hai bạn nữ là hai bạn nữ nghĩ thế nào về tình yêu online? Tình yêu online. Trang nói đi Trang. Em thì chưa bao giờ trải qua thử cái mối tình nào mà quen biết trên mạng rồi sau đó ra là gặp nhau rồi yêu nhau. Chỉ là qua hình ảnh trên Facebook hay Zalo hay là vài dòng tin nhắn mỗi ngày thì em nghĩ nó rất là khó đối với em. Vậy còn Quỳnh sao? Bực mí một chút xíu là cách đây tầm 6-7 tháng thì em cũng có một mối tình quen qua online. Nhưng mà không phải là tự quen mà là được bạn bè giới thiệu là họ đã gặp anh này ở ngoài rồi. Thì sau mối tình đó em cũng rút ra một kinh nghiệm là không phải là mình gom đũa cả nắm, nhưng mà cũng có số ít là họ sẽ hợp nhau, gặp ở ngoài sẽ hợp. Nhưng riêng em thì vài tháng nói chuyện với nhau qua điện thoại, FaceTime các kiểu rất là hợp, nhưng mà khi gặp á không hợp. Dạ đúng rồi. Tại sao? Khác quá. Dạ không, bề ngoài thì vẫn như vậy nhưng mà về tính cách á thật sự là không hợp. Do mấy bạn kỳ vọng vào cái online nhiều quá thôi. Thật sự đối với anh nó chỉ là phương tiện để đưa chúng ta gần nhau hơn thôi. Cho em hỏi thêm một câu nữa được không ạ? Được. Hỏi đi em. Cho em hỏi hai bạn nữ có muốn thích tập gym không ạ? Em thì rất là thích tập gym luôn. Ngày nào mà không tập thì về cảm thấy ngủ không có ngon. Thường em giờ tập giờ nào? Em thì em tập khoảng tầm 8 giờ tối. 8 giờ tối có rảnh không em? Dạ giờ đó em rảnh ạ. Còn Quỳnh sao Quỳnh? Mình thì mình thích lắm đó, chỉ là sợ không có thời gian thôi, hoặc là lười quá, nhiều khi đi làm về mệt quá. Thì nếu mà có tập á thì cũng là sau 7 giờ tối, 8 giờ tối giống như chị Đại Trang. Bạn trai mình mà đẹp trai vậy khuyến khích mình đi chắc cũng ráng dạ, đi. Đúng rồi, ha. Quá tốt. Không tập dạ. Được ở phòng gym thì dắt nhau về nhà tập cũng được. Đúng rồi. Ông chờ có nhiêu đó thôi, ông cắm mặt xuống ông mừng. Dạ hỗ trợ mình. Em khởi động chi? Squat nè. Em khởi động chi Vinh? Em là người ham học hỏi thôi. Do là em tập xong thể hình em đẹp lên rồi em muốn làm nghề này luôn để em giữ cái body của em, hay là do là hồi xưa em rất thì là ốm, hồi xưa em có 55 kg rồi nên em quyết định đi tập gym. Bây giờ em nhiêu ký? Dạ em 75 kg. Trước đây em làm nghề gì? Trước đây em làm cho một công ty xuất nhập khẩu. Em học cái gì ra? Em học xong 12 em có học cao đẳng, nhưng mà em học chưa xong thì em đi nghĩa vụ. Những anh chàng đi nghĩa vụ là chỉnh chu lắm nè. Quê em ở đâu? Dạ em ở trên Buôn Ma Thuột. Bây giờ gia đình còn ở Buôn Ma Thuột không em? Em còn mẹ em, ba em thì mất lúc em đi nghĩa vụ rồi. Ba của bạn có nhiều ý nghĩa với bạn không? Dạ rất chi là nhiều.
Tại vì hồi xưa em rất chi là quậy phá. Tới khi ba em quyết định đưa em vô trong cái vụ rồi, em mới thay đổi được con người em đến như ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tạm gác cái chuyện buồn này lại nha, không nói sâu quá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với màn hình điện thoại của bạn số 3, một anh chàng thích đi bộ. Xin mời, ly trà thì phải. Nó có vẻ cho anh ấy cảm giác nó hơi buồn, nó hơi cô độc chút. Em cảm nhận về nó như thế nào mà em để lên màn hình? Tại vì em là một con người sống về nội tâm. Bây giờ thì em đang một mình và em suy nghĩ về những cái tương lai. Nhưng khi tới với chương trình này thì em muốn tìm một người cùng như em đồng hành. Và em không muốn một tách cà phê mà em là muốn một cặp ạ. Okay. Nữ có thể không thích uống cà phê nhưng có thể ly nước cam kế bên, hay ly sữa tươi, hay ly dưa ua gì ha em ha. Chúc em là sau chương trình này sẽ có một cái ly kế bên nha. Cho chị xem vài tấm hình được không? Đây là những cái lúc mà em buồn thì em đi ra trước cửa nhà em và em đi bộ, em hay đi một mình. Nhà em ở đâu mà đi bộ ra đẹp vậy? Dạ, ngay khu Sala ạ. Cái khu đó là ở đâu mà mấy đứa nhỏ la dữ vậy? Ngay gần hầm Thủ Thiêm ạ. Nó thiệt là chị không có rành. Cho nên là khi mà nghe các bạn hú hú lên là tôi nghĩ là chỗ đó nó chắc nó xịn xịn. Bữa nào em mời nhẹ chị với anh Vinh uống cà phê đồ gì cho chị biết xa xỉ coi. Dạ nếu như chị không ngại à. Bạn này có spa chắc cũng gần đâu đó, mời chị qua làm thử. Nhát nhát cưng. Rồi em cho chị vài tấm hình gần cái khu em ở xa xỉ đó. Đó tấm đó đó hồi nãy nữa. Ăn cái gì đó? Dạ đây là em có đi ăn đồ ăn Ấn à. Em coi bộ thích ẩm thực du lịch ha. Dạ. Còn đây là những cái tấm hình mà lúc em biểu diễn tại sân khấu Minh Nhí. Hả, em diễn cái gì? Dạ. Ông thầy chị, thầy khỏe không em? Em có mướn sân khấu của thầy để tổ chức một cái chương trình, một cái vở kịch. Đâu cho coi diễn kịch chút xíu, xích lên coi. Quá trời không? Lúc em 18 tuổi thì em có đi thi vô trường sân khấu và may mắn em đậu. Nhưng mà vì một số lý do về tài chính cũng như là không có được gia đình ủng hộ lắm nên là em phải đi làm, em kiếm tiền. Thì tới bây giờ thì em đã thực hiện được ước mơ của mình, cũng như là em có đủ tài chính để lo cho cuộc sống và theo đuổi đam mê của mình. Hay quá anh chàng này, nghệ thuật quá ha. Số 4 ơi, cho chị cho xem màn hình em với. Rồi. Cũng là con chó cười. Hiểu cho liền. Chị xem vài tấm hình của em được không? Dạ được ạ. Wow, đồ ăn quá trời luôn. Em thích ăn uống lắm hả? Dạ, nói chung là em thích và em cũng nấu được luôn ạ. Đâu, cái nào em nấu đâu, cho chị coi hình coi. Nói chung là cũng nhiều món lắm. Đâu? Bánh xèo nè. Hả? Đổ bánh xèo được luôn hả? Dạ được. Phá lấu bò nấu cốt dừa. Phá lấu không phải là bò kho ạ. Em quê đâu vậy? Dạ em quê gốc thì Quảng Nam nhưng mà hiện tại gia đình đang sống Bà Rịa Vũng Tàu. Hay mà bên anh Quảng Nam luôn nè. Em hỏi hai bạn gái coi thế. Dạ. Anh gì nấu liền. Hai bạn có thể cho mình biết khẩu vị và sở thích ăn uống của hai bạn được không ạ? Lương là người miền Trung, quê là ở Bình Định, cho nên là những cái món khoái khẩu thì cũng đơn giản giản dị thôi, như bánh xèo, bánh bèo. Nói chung là đậm vị miền Trung đó. Dạ, dạ có. Bún bò Huế rồi. Dạ đúng rồi, bún bò Huế. Mấy món đó mình nấu được. Nấu được luôn, chết rồi. Bé Trang, em thì cũng là người Quảng Nam, em là ở Tam Kỳ. À đây mình cũng Tam Kỳ nè. Tam Kỳ. Mà hiện tại là em, gia đình em thì đang sống ở Bình Thuận. Cũng là dân miền Trung cho nên rất là thích mì Quảng. Và em cũng bật mí là em cũng rất là thích nấu ăn. Rất nói về mì Quảng, gia đình chưa tới Vinh thì thôi rồi. Mẹ nấu cực kỳ ngon. Bé Trang cứ yên tâm, nếu em thích mì Quảng không kiếm được bốn anh chàng ngồi đây thì anh chàng kế bên em nấu mì Quảng và gia đình nấu mì Quảng cũng rất ngon. Cảm ơn chị Hương. Và Vinh tin là hai bạn nữ ở đây đã có ấn tượng riêng của mình. Nhưng trước hết chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong vòng ít phút. Vâng, chào mừng tất cả quý vị quay trở lại với Tần Số Tình Yêu. Đây là lúc các cô gái cho chúng tôi biết các bạn ấn tượng với chàng trai nào nhất. Đầu tiên xin mời Đại Trang. Em thì ngay từ đầu em đã ấn tượng với lại giọng hát của anh số 4. Và sau đó trò chuyện thì em cảm thấy ảnh cùng quê hương, tức là đồng điệu về cả giọng nói hay là về nấu ăn các thứ. Thì em cảm thấy là em có ấn tượng với ảnh nhiều nhất. Anh cũng cảm thấy như vậy. Tại vì anh cũng là người Quảng và anh thấy sự kết nối này nó xẹt qua xẹt lại. Anh thấy được. Lương Quỳnh. Thì em ấn tượng với anh chàng số 3 hơn những anh chàng khác một chút xíu. Tại vì em thấy anh ấy có cái tính cách giống em là sống nội tâm. Và cũng gọi là nếu mà yêu thì sẽ yêu hết lòng, yêu chân thành. Trong đây có ba người nữ. Đấy, bây giờ em mới hỏi chị ra. Chắc là cho tôi chọn một người đúng không ạ? Hồi chị, nãy thì chị nói là một cái người mà lái được chiếc xe
mà xe tải là hỏi phải giỏi lắm hỏi lái được xe tải à. Đúng rồi. Cái nhất cái hai, cái gu của chị là thích ôm ốm, chị không thích tập tạ, chị thích anh chàng số 1. Còn chần chờ gì nữa, hãy cùng gặp gỡ chàng trai số 2. Tập tạ cho nên người quá trời đẹp luôn, quý vị thấy không? Quan trọng là cao 1m8, tôi đứng kế bên cái thấy cái chiều cao lợi hại đẹp liền. Em nhìn ra bạn nào là bạn Trang, bạn Lương không ạ? Em có nghe giới thiệu thì bạn Trang thì cao, làm mẫu thì em có thấy rồi, ở ngồi giữa. Dạ. Còn bạn Lương thì hơi thấp một chút nhưng mà em có nhận ca sĩ. À, hôm nay có thể là mình chưa có duyên ha, nhưng chị biết chắc khi em xuất hiện ở đây và đây đó, hai bên cánh phải cánh trái, dạ mấy đứa gái của chị nó la quá trời luôn, thì hổng chừng đây là một trong những cái tần số khi các bạn xem trên sóng truyền hình và các bạn sẽ liên lạc với Lực. Ủa mà không biết Đinh Lực có tài vật gì không ha, có hát ca nhảy múa gì được không nè? Tài của em là về sức mạnh. Chị có thể mở một miếng nhạc rồi em có thể diễn một cái bài thể hình nhỏ được không? Được ha. Một chàng pháo tay cho anh chàng đẹp trai Đinh Lực.